Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Buôn TV. Xin chào các bạn. Trong cái chuỗi video du lịch thành phố Birmingham thì hôm nay chúng điểm đến tiếp theo của chúng ta là Riverside và The Mailbox, nằm ở trung tâm thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi bộ và 5 phút đi xe. Thì Riverside nó là cái gì? Cái điều đầu tiên chúng ta nhận thấy Riverside nó là một cái nơi để đóng phim tâm lý tình cảm như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đó là cái địa điểm tương đối đẹp để đóng phim. Thì Riverside nó là một cái hệ thống kênh rạch nằm ở trung tâm thành phố Birmingham, nó cách trung tâm thành phố 15 phút đi bộ và 5 phút đi ô tô. Thì các bạn thường biết là ở trên thế giới thì Viên nó, thành phố Viên nó có nhiều kênh rạch, nhưng mà Birmingham thì nó còn có nhiều kênh rạch hơn. Nó chỉ có một cái điều khác là ở thành phố Viên thì những người ta lái sẽ nhìn thấy những người chèo thuyền và hát hò ở trên cái dòng kênh ấy, nhưng mà ở kênh trong thành phố Birmingham, Anh Quốc thì nó có điều đặc biệt là dọc cái bờ kênh này nó chỉ có nhà hàng, quán bar để uống bia, có đủ các món ăn Âu Á, Địa Trung Hải, các thứ. Và nó có những cái thuyền để đi du lịch, chở khách đi du lịch dọc bờ kênh. Thì các bạn thấy là ở giữa cái khu vực này ấy, nó khá là yên tĩnh. Giữa cái trung tâm thành phố ồn ào mà nơi đây nó cái điểm khá là yên tĩnh để cho mọi người đến nghỉ ngơi vào buổi chiều, uống bia. Cái kiến trúc thì nó giống như là của một cái miền quê vùng ngoại ô, nhưng mà thực ra nó là ở trung tâm thành phố các bạn, không phải ngoại ô. Nó mang cái vẻ yên tĩnh. Một cái điều đặc biệt mà mình nhìn thấy ở đây ấy, là cái kiến trúc của nó, là tất cả các cái tòa nhà ở đây là nó đều xây bằng gạch đỏ hết và không có trang trí sơn hay làm cái gì hết. Nó là một cái hệ thống thống nhất giữa kiến trúc, nó đồng nhất, một cái kiến trúc đồng nhất chứ không phải là độ cổ màu mè khác nhau. Cái quán bia ở trên đường mình đi thì giờ họ đang đóng cửa, tại vì cái thời điểm mình quay video này nó khoảng 8:30-9 giờ tối. Thì ở bên Anh Quốc nó có điều đặc biệt là mùa hè thì nó rất là muộn, tối muộn, đến khoảng độ 10 giờ hơn 10 giờ lắm tối. Ở phía trước chúng ta là The Mailbox sắp tới rồi. Thì đây mình sẽ quay cho các bạn cận cảnh cái con thuyền. Đây, con thuyền này là để phục vụ khách du lịch đi dọc bờ kênh. Thì nó dài khoảng 7-10 mét, rộng chắc khoảng gần 2 mét gì đấy. Thì trên thuyền này nó có ghi thông tin liên lạc để đặt cuộc hẹn đi du lịch dọc cái bờ kênh này. Nhiều khi nước Anh này họ có những cái con thuyền để phục vụ khách du lịch, nhưng cũng có những con thuyền là để cho họ sinh sống, tại vì người ta không thích sống ở trên, người ta thích cuộc sống di chuyển. Như con thuyền này là để sống ở trên, thì mình có xin phép cái ông chủ thuyền là cho phép review. Mình sẽ lên thuyền mình quay xem là ở bên trong con thuyền này nó có những cái gì, cuộc sống của họ trên thuyền nó như thế nào. Chúng ta cùng lên. Thì trước mắt là cái phòng ngủ, nó một cái giường đôi có tủ đựng quần áo và có cái giá giày. Cái chỗ đường đi thì nó tương đối là hẹp, chắc là con thuyền này chắc rộng không tới 2 mét. Phía trước chúng ta là cái sinh rửa tay, ở đây là cái phòng máy, cái khoang máy và khoang điện đóm ở đây, hệ thống điện đóm ở đây, các thứ đồ sửa chữa bình cứu hỏa. Thì ở bên nước ngoài thì thường là họ sẽ tự sửa chữa những cái lặt vặt nào họ không làm được thì họ mới đi thuê thợ, thì họ có khá nhiều đủ đồ. Và tiếp theo là nhà tắm,
thì không gian nó hơi hẹp nên mình không thể quay xa được. Một cái bồn tắm đứng và một cái bồn cầu và cũng tương đối là sạch sẽ. Kế tiếp chúng ta là phòng khách của họ, phòng khách có loa, có máy in, có guitar, có sofa, và phòng khách với bếp là một. Chắc không nào sống nên một mình, có tivi luôn các bạn, khá là đầy đủ tiện nghi. Phía trước chúng ta là the mailbox. Khi mà để đến the mailbox thì chúng ta sẽ đi qua một cây cầu. Thì cái cây cầu này nó có một cái điểm đặc biệt là những cặp tình nhân trẻ sẽ thường dắt nhau lên đây và sắm cái khóa để khóa nhau lại ở trên cầu này. Đây các bạn nhìn thấy rất là nhiều khóa, với một cái hy vọng là cái cuộc tình nó sẽ kéo dài, nhưng mà không biết là nó có kéo dài hay không. Nhưng mà thấy cái cầu này nó hơi bị lặng, nó không được đẹp cho lắm. Phía trước chúng ta là BBC Birmingham, là cái chỗ để sản xuất chương trình truyền hình, của đài truyền hình ấy. Đấy họ cũng tổ chức những cái tour tham quan truyền hình để xem những cái hậu kỳ họ sản xuất chương trình như thế nào. Thì mình nói qua về cái tờ mailbox này một chút. Thì cái tờ mailbox này ngày xưa ấy, nên quang cảnh xung quanh này, xung quanh tờ mailbox cũng quay lại cái cầu cho các bạn xem. Và phía trước của chúng ta là cái khách sạn Intigo, nó có một cái kiến trúc tương đối là đẹp, khá là bắt mắt, kiến trúc caro khá là bắt mắt. Mình nói qua về cái tờ mailbox là ngày xưa ấy, nó là một cái nơi để phân loại thư cho hoàng gia, nhưng mà từ năm 1998 thì họ bắt đầu xây dựng để mở ra để phục vụ công chúng. Thì ở đây là một cái tổ hợp mà trung tâm mua sắm các thứ, nhà hàng, mua sắm, triển lãm, rồi đài truyền hình để phục vụ người dân. Thì tại vì mình đi vào cái thời điểm này là nó muộn rồi, nó là khoảng 9 giờ tối rồi, nên là bên trong trung tâm thì họ đã đóng cửa. Nhưng mà mình lần sau mình sẽ quay lại, có thời gian mình quay lại mình sẽ review bên trong cái trung tâm mua sắm The Mailbox cho các bạn. Hôm nay mình chỉ quay bên ngoài thôi. Và một phần ở phía đây là không gian bên trong The Mailbox, không khác mình sẽ quay lại. Và video của mình này cũng kết thúc ở đây. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký để nhận video tiếp theo trong cái chuỗi series du lịch của mình.